Zealand is very passionate about helping to develop children, particularly children with disabilities and neurodivergent children. Being able to fund this project means that the kids here at the Tumbing Centre are able to experience play in the water. It just creates different environments and different opportunities for the kids and helps them to develop their skills, their social skills, all of the things that come with being able to play. Đây là niềm vui không thể tả được, bởi vì trung tâm quá nhỏ, cơ sở vật chất rất thiếu thốn, mà lại được một món quà vĩ đại là một sân chơi thủy trị liệu dành cho học sinh vừa vui chơi, vừa học tập, vừa trị liệu. Với nhiều em học sinh thì các em tăng động, thì qua cái việc thủy trị liệu này các em sẽ bình tĩnh hơn, giảm được áp lực, các em đỡ tăng động và các em phối hợp với cô hơn trong việc học tập. Các em còn được học tập những cái bài học như là chơi có luật, rồi vui chơi với bạn, rồi tự sáng tạo ra những trò chơi với nước. Giải tỏa được năng lượng nè, giảm stress cũng như là điều hòa cân bằng lại tất cả các giác quan cho các con.